Thưa quý vị và các bạn, trước Tết thì rất nhiều người đang cố gắng thu xếp tiền bạc để có thể trả hết nợ nần, tránh để sang năm mới thì lại rong cả năm. Không chỉ trả nợ cho bạn bè, người thân hay là đối tác, mà nhiều người làm ăn buôn bán còn đang tất bật đi trả nợ cho bà chúa kho. Vâng, sau khi đã vay vào đầu năm, trải qua một năm ăn nên làm ra, đến những ngày cuối năm, nhiều người đang đổ về ngôi đền nổi tiếng ở Bắc Ninh để trả nợ cho bà chúa kho, ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Tối. Đầu xuân năm mới và cuối năm tháng chạp là hai tháng bận rộn nhất đối với anh Nguyễn Văn Anh. Dòng người đổ về đây cúng lễ tăng rất nhiều lần so với những tháng giữa năm. Độ mà mọi người cứ khách thập phương ấy đến lễ xin đọc bài chúa kho ấy thì mỗi ngày là có thể là một vài chục nghìn người đến vài trăm nghìn người, đấy, vài chục có nghĩa đoàn người đến vài trăm đoàn người, có những ngày đông thì đến vài chục nghìn người. Còn cái mật độ mà chúng tôi viết sớ ở đây thì thực ra là mỗi ngày thì cũng là nếu mà ít thì cũng vài chục đoàn khách, có những ngày đông thì đến vài trăm đoàn khách. Có linh nghiệm hay không còn tùy thuộc vào sự tín của mỗi người. Tuy nhiên rất nhiều người tin rằng nhờ việc đi lễ cuối năm và đầu năm giúp cho công việc kinh doanh và buôn bán của họ được thuận buồm xuôi gió, đạt được nhiều tài lộc và may mắn hơn. Đền bà thì tầm này thì là vào là phần lớn là các người đi lễ thập phương đến là đi tạ lễ bà. Thế để trả rồi là xin vay và trả nợ. Thế nói chung là đền bà thì rất là tấu hảo, đẹp mà linh thiêng. Thế khách thập phương các nơi đến thì là lễ thì cảm nhận đến là đền bà rất là khang trang, đẹp mà văn minh. Thì cũng tùy tâm thôi, về đầu năm thì cũng đến, rồi cuối năm thì mình cũng chỉ đến tạ lễ tùy tâm mình thôi. Theo ghi nhận của những du khách đến chiêm bái cửa đền, đền bà chúa kho đã có nhiều thay đổi. Những dịch vụ như khấn vái thuê cũng đã hạn chế nhiều hơn so với trước đây. Theo lưu truyền thì bà chúa kho là người trông coi kho lương thực. Người ta tin rằng bà chính là người ban phát nguồn sống cho mọi người. Chính bởi vậy mà mọi người tìm đến bà để vay vốn. Có vay thì có trả. Đó là lý do mà đền bà chúa kho những ngày cuối năm lúc nào cũng tấp nập người đến chiêm bái. Và vay lễ hay trả lễ đền bà chúa kho là một trong những nét văn hóa đầy thú vị của người Việt.